Lên sóng. Ok. Bố em thì trước kia thì cơ địa của ông cũng yếu, yếu sinh lý này, hay đau mỏi, ốm yếu thì cơ thể hay bị hụt hơi, thiếu khí. Thì cái đấy dẫn đến là cái thận nó yếu và tiểu đêm mất ngủ một thời gian khá là dài đấy. Thì cái chuyện đấy nó diễn ra một thời gian dài thì nó dẫn đến nó kéo cái cơ thể con người nó xuống một cái mức là cái sức khỏe quá yếu ấy. Dẫn đến cái phổi nó không hoạt động bình thường mà tối ngủ hay bị kiểu ngừng thở đột ngột thế. Rồi sau đấy thì em đi tìm hiểu cái diện trận này và em áp dụng cho bố em thì áp dụng lúc đấy em chỉ giải quyết cái tiểu đêm thôi. Thì không ngờ thì giải quyết xong cái tiểu đêm đấy thì cả những cái chứng bệnh như yếu sinh lý này, thận yếu này, liệt dương này thì nó đều được giải quyết hết. Thì ngay cái lần thứ ba đấy em hơ những đốt thì tối ngủ rất là ngon. Đấy, em ấn cái bộ yếu sinh lý và kết hợp thêm hôm đấy và hôm trước em hơ những đốt rồi đấy thì sau hôm đấy là cảm thấy là người ông rất là khỏe. Em còn hướng dẫn cho ông vuốt cái gì không? À, cái đấy là em dùng đồng ứng á, bởi vì mũi là đồng ứng là của dương vật thì em hướng dẫn là vuốt ngược lên đấy. Trước khi ngủ 200 lần. 200 lần. À, và làm thường xuyên hàng ngày. Thế báo cáo là bố mẹ cái chuyện đấy là ok, có nghĩa là nói cũng rất là ngại ngùng mà được kiểu được rồi đấy ạ. Được rồi, tốt. Và thấy ông bà rất là vui vẻ, hạnh phúc hơn, tính cách thay đổi. Đây, cái bộ thứ hai này, bộ đã duyệt 103 số 1 đến 19, 127 50 39 số 7 132 363 số 7 và 127 cuối cùng là số 0 vừa qua. Hơn 1 tháng rồi. Vâng. Trong 1 tháng qua anh theo dõi sao có? Thì riêng cái vấn đề tiểu đêm thì là gần như là khỏi hoàn toàn, chỉ có hôm nào mà đi ông đi uống bia ấy, thì đêm đi 1 đến 2 lần. Bình thường thì gần như là đi ngủ rất là ngon. Vụ kia thì em hướng dẫn thêm cái đồng ứng nữa. Và ngày làm vuốt mũi đấy, vuốt lên đấy. Ngày làm khoảng 200 lần trước khi ngủ. Đấy, sau đấy là rất là gọi là đều đặn thường xuyên đấy. Bây giờ đều đặn thường xuyên. Một tuần mỗi lần. Tốt quá. Bây giờ thì rất là tình cảm con trai mà hôm nào thấy gọi điện nói chuyện mà hai bố mẹ thì không bao giờ có chuyện là nặng nhẹ nhau. Thì bố em thì là gọi là con người hơi gia trưởng một chút và rất là khó tính, động gì không cháy ý là có thể là bực dọc và nói luôn. Nhưng mà sau đấy em điều trị được rồi thì như kiểu là được tưới tắm một cái nước gì đấy nó làm mát cái tính cách đi. Thoải mái đấy. Nó như kiểu là một người thanh niên ấy, không còn bực dọc cái kiểu mà hay có bẩn nữa. Sau đấy thì cảm giác kiểu cái bản lĩnh đàn ông nó lên, tăng lên thì nó tự tin hơn. Không bị kiểu sợ vợ hay cái nào đấy nữa. Nó tự tin hơn đấy. Quan trọng nhất là chuyện đấy. Tốt quá. Chúc mừng em. Trước là không bao giờ, ít khi ba con nói chuyện với nhau. Vâng. Chắc từ bé luôn. Chắc từ bé luôn. Thế không? Không, từ bé luôn. Ít khi rồi. Sau đấy thì thay đổi hoàn toàn luôn. Cái đấy làm em ngạc nhiên nhất. Nhất con dai. Bây giờ nhất con dai. Đúng rồi. Nhất con dai. Con dai. Trước khi đi học phát là tiễn tận cổng, tận xe luôn. Không mời. Cái gọi là xin lương hay là tiền nong gì đấy thì không cần phải xin nữa. Hân chấn đấy.